Rồi, chào anh chị em. Bắt đầu một cơn mưa rất là lớn tại Sài Gòn và hiện tại thì Tuấn Cương mới về được một chiếc Super GTS nhập. Đó, bữa trước Tuấn Cương về một con bán rồi và rất nhiều anh chị em hỏi. Hôm nay có một chiếc về trong cơn mưa và báo giá cho anh chị em luôn nhé. Chiếc này là dòng S GTS 125 bản nhập nguyên con, sản xuất 2011. Đó, bản này là bản động cơ CST. Đấy, xe biển số thành phố, bán bao công chứng giấy tờ cho quý cô chú anh chị em. Giá chỉ có 33 triệu 500 thôi nhé. 33 triệu 500 anh chị em đã sở hữu được một chiếc xe nhập rồi. Chính vì thế quý cô chú anh chị em nào mà quan tâm thì liên hệ ngay cho Tuấn Cường. Đây quý cô chú anh chị có thể thấy là đang cơn mưa rất là to luôn. Nhưng mà mới về thấy xe đẹp quá là Tuấn Cường review luôn cho anh chị em, báo giá luôn cho anh chị em trong cơn mưa luôn nhé. Và anh chị em quan tâm thì để lại số điện thoại cho Tuấn Cường nhé. Rồi, hẹn gặp quý cô chú anh chị em tại cửa hàng. Bye bye. Bình minh lên rồi và tia nắng ấm đã về, sưởi ấm giấc mơ trong ta. Nào bạn ơi nắm lấy tay một lòng, ta đi về nơi biển khơi. Cùng thắp sáng ước vọng, yêu thương cuộc đời, ta đi bốn phương đất trời. Những cánh đồng bao la và núi cao chập trùng, quê hương Việt Nam. Ta đi về bốn làng, nơi bao khó khăn, ta đi về miền quê, còn nhiều gian khó. Nâng từng ước em thơ, vun đắp thêm cho đời, từng bàn tay nhỏ bé, ta nắm tay chung xây ước mơ. Nào bạn ơi nắm tay, nắm tay, ta cùng đi tới chân trời xa. Muốn neo đường quê hương, qua núi cao biển rộng, ta sống tròn đam mê khát khao. Vạn dặm đường xa ta cứ hát ca, nụ cười thân yêu ta mãi bên nhau. We are the Vespa, we are the passion, we are the Vespa passion, Việt Nam. Yeah. We are the best son Việt Nam. We are the best baba son Việt Nam. We are the best son Việt Nam. We are the best baba son Việt Nam. Bình minh lên rồi và tia nắng ấm đã về, sưởi ấm giấc mơ trong ta. Nào bạn ơi nắm